Chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của siêu thị điện máy Ecomart. Tủ lạnh của Panasonic, đặc biệt là dòng tủ lạnh với model NRCVK530XMMV và dòng tủ lạnh với model là NRIVK590IMMV đang xuống giá rất là tốt, kèm theo đó là chương trình đổi cũ lấy mới để các bác có thể tham khảo và lựa chọn. Vậy thì hai dòng tủ lạnh này đang xuống giá là bao nhiêu? Thì ngày hôm nay mời các bác cùng tham khảo trong video này nhé. Với thương hiệu Panasonic thì các bác đã biết đây là những cái dòng thương hiệu mà nó có những cái công nghệ độc quyền mà thương hiệu khác không có. Đặc biệt là độ bền, độ êm và các tính năng của Panasonic thì nó đều được đánh giá là được khách hàng khá là yêu thích. Đặc biệt là hai cái dòng tủ ngày hôm nay mà em sẽ lên cho các bác trong video này là hai dòng tủ được khá là nhiều khách hàng lựa chọn. Và đây thì đều là những cái model ra mắt từ năm cuối năm 2022 và sản xuất liên tục cho tới nay và được khách hàng đón nhận rất là nhiều. Càng ngày thì những cái mẫu này được khách hàng lựa chọn khá là cao vì sản phẩm tiên tiến, kèm theo đó là nhiều các tính năng hiện đại. Mẫu đầu tiên thì sẽ là mẫu tủ lạnh Panasonic với model là NRCVK530XMMV. Mẫu này thì sẽ có thiết kế cho các bác là thiết kế 3 cửa. Với thiết kế 3 cửa như thế này thì đây là một cái thiết kế khá là mới mẻ. Và đặc biệt dòng này là 495 lít sẽ phù hợp cho gia đình nhà bác nào có từ 3 thành viên trở lên. Thiết kế sẽ khác biệt hoàn toàn. Nếu như trước đây các bác thấy tủ lạnh của Bana sẽ là thiết kế mặt kim loại phủ sơn tĩnh điện này, hoặc là mặt thép không gỉ này, hay là mặt gương đen, thì sang mẫu này hoàn toàn thiết kế của nó sẽ là mặt kính các bác nhé. Mặt kính, và ở đây thì bên em đang bày rất là nhiều mẫu, cho nên là các bác sẽ không thấy được hết cái vẻ đẹp của nó khi mà để ra một mình. Nó sẽ là mặt gương sáng, thì bác nào mà muốn nhìn ảnh trực tiếp của sản phẩm, các bác có thể để lại bình luận cho Ecomart thì bên em sẽ gửi ảnh để cho các bác xem. Hoặc các bác liên hệ trực tiếp hotline bán hàng với số điện thoại là 0974178586 nhé. Mặt gương rất là sang trọng luôn, các bác để ở không gian nội thất nào của nhà mình đều rất là phù hợp. Thiết kế 3 cửa, ở trên mặt của sản phẩm thì sẽ là có công nghệ Japan Quality này, có tem này, có bảo hành máy nén này, kèm theo với đó là có nhãn dán năng lượng cho các bác này. Và cái dòng này thì các bác nhìn này, nó chỉ tiêu thụ có 418 kWh trên 1 năm thôi. Vậy là một chiếc tủ lạnh dòng dung tích lớn như thế này thì cái công năng tiêu thụ của nó chỉ rơi vào có khoảng hơn một số điện. Vậy là đây là một chiếc tủ lạnh có tiết kiệm điện không ạ? Rất là tiết kiệm điện đúng không ạ? Bảng điều khiển thì sẽ là bảng điều khiển bên ngoài sản phẩm như này nhá các bác nhá. Bảng điều khiển bên ngoài sản phẩm này có cho các bác đó là các tính năng này. Bảng điều khiển thì hoàn toàn là tiếng Anh này. Cảm ứng cho cả nhà mình luôn nhá. Đó, các bác điều khiển ngăn nào ví dụ như là có làm đá tự động này, có tắt đi này, có điều chỉnh các ngăn này, ngăn đông, ngăn mát, ngăn đông mềm. Các bác hay hỏi em là ngăn đông mềm thì có điều chỉnh được không? Thì có điều chỉnh được nhiệt độ nhá. Nhưng các bác phải để chuẩn ngăn đông mềm là âm 7 độ C, âm 3 độ C. Đặc biệt hơn là với dòng này sẽ có lấy lớp ngoài. Với tay nắm cửa của sản phẩm hoàn toàn sẽ là tay nắm chìm. Có một lớp mạ màu đồng này chạy dọc ở trên ngăn mát của sản phẩm. Đó, bây giờ sẽ mở ra. Thiết kế 3 cửa. Với thiết kế 3 cửa như này thì các bác cần ngăn nào các bác sẽ mở ngăn đó ra. Nó sẽ không bị chiếm quá nhiều cái nhiệt độ tiêu thụ ra bên ngoài. Các bác thể nhìn thấy ạ. Và khi mở ngay ra thì các bác sẽ thấy là trang bị cho các bác là đèn LED. Trang bị 3 đèn LED ở góc trên cùng và góc hai bên giúp các bác dễ dàng nhìn trong cái chút quá trình mà các bác sử dụng. Đặc biệt hơn là với dòng tủ lạnh của Bana này thì các khay của nó hoàn toàn sẽ là khay kim loại, khay kính cường lực cao cấp nhé. Và thiết kế của nó sẽ là khay trượt, trượt ra trượt vào khá là linh hoạt. Các bác có thể thay đổi khay, tức là các bác có thể tháo ra và di chuyển nó rất là tiện lợi luôn. Đây sẽ là hộc làm đá tự động này. Hộc này thì dung tích của nó sẽ lên tới là 5 lít cho các bác nhé. Dung tích sẽ lên tới là 5 lít cho cả nhà mình. Dưới này thì sẽ là ngăn rau củ quả. Ngăn rau củ quả của dòng này thì hoàn toàn sẽ có kiểm soát độ ẩm cho các bác lên tới là 90%. Vì vậy cho nên là khi mà các bác bảo quản rau củ quả đây, tại vì sao mà các bác thấy là rau củ quả của mình luôn tươi ngon. Ở dưới này thì sẽ là ngăn đông mềm. Ngăn đông mềm thì sẽ là ngăn đông mềm chuẩn âm 3 độ C luôn các bác nhé. Ngăn đông mềm chuẩn âm 3 độ C các bác để thịt cá này, xúc xích này tươi ngon lên tới 7 ngày. Rất là phù hợp cho gia đình nhà bác nào có cái nhu cầu đi chợ một tuần một lần. Bên này thì sẽ là các hộc này. Và cái dung tích hộc chứa này lên tới cho các bác là 3 lít nha. Ở dưới này thì sẽ là ngăn đá này. Đó, thiết kế 3 cửa. Ngăn đá của mẫu này thì hoàn toàn sẽ có làm đá tự động cho các bác.
Khi mà các bác đổ nước từ đây, các bác đổ nước từ đây xuống dưới này, nó sẽ làm đá tự động cho các bác này. Ngăn này thì sẽ là ngăn Bremer Pfizer. Ngăn Bremer Pfizer này thì sẽ là ngăn cấp đông nhanh gấp 5 lần, cấp đông siêu tốc cho các bác. Các bác có thể cấp đông thịt cá trong vòng 45 đến 60 phút này. Các bác có thể làm lạnh nhanh hoặc là để chế biến thực phẩm hoặc là làm nguội cháo cho các bạn nhỏ. Và dưới này thì sẽ là ngăn đông. Ngăn đông thì hoàn toàn sẽ có hộc kín như này cho các bác, kéo ra kéo vào cho các bác rất là tiện lợi luôn này. Và hiện nay mẫu tủ lạnh 530 này tại Ecomart bên em đang giảm giá cho các bác nhé. Giá đang giảm cho các bác là 37.230.000. Các bác sẽ được tặng phiếu mua hàng trị giá là 1.500.000 ạ. Tặng một phiếu mua hàng, đặc biệt hơn là nếu gia đình nhà bác nào có tủ lạnh cũ, tủ lạnh hỏng, các bác sẽ được tham dự chương trình đổi cũ lấy mới. Các bác sẽ được giảm 5.000.000. Tủ lạnh cũ thì sẽ không quan trọng là tủ lạnh nào cũng được, thương hiệu nào cũng được, thì các bác sẽ được tham gia chương trình đổi cũ lấy mới, sẽ về giá cho nhà mình còn có 32.230.000 đồng nếu như các bác tham dự chương trình đổi cũ lấy mới. Còn nếu các bác không có tủ cũ, tủ hỏng thì sẽ còn mua về với giá của chiếc tủ này, sẽ rơi vào khoảng giá cho các bác là hơn 36.000.000 nhé. Sẽ rơi vào khoảng cho các bác là 35.700.000 ạ. 35.700.000 gia đình nhà mình. Tiếp theo mẫu giảm giá nữa đó là mẫu 590. Mẫu 590 IMMV. Mẫu 590 này nếu về nhìn qua thiết kế thì các bác thấy là nó sẽ giống y hệt mẫu 530 đúng không ạ? Dạ đúng ạ, mẫu này sẽ giống y hệt mẫu 530 về mặt thiết kế. Nhưng mẫu 530 thì sẽ là thiết kế 3 cửa, còn mẫu 590 này sẽ là thiết kế 4 cửa cho các bác nhé. Đây ạ. Mẫu 590 này thì sẽ là thiết kế 4 cửa cho gia đình nhà mình. Đặc biệt hơn là mẫu 590 này, dung tích của nó sẽ là 540 lít ạ. 540 lít dung tích sẽ lớn hơn, phù hợp với gia đình nhà bác nào có không gian rộng hơn hoặc là số lượng thành viên đông hơn thì các bác có thể lựa chọn cho em cái mẫu 590 này. Mẫu 590 này nó khác biệt ở đâu? Nó khác biệt là nếu như mẫu 530 thì ngăn đông mềm nó sẽ nằm ở ngăn mát, thì sang đến cái mẫu 590 này, ngăn đông mềm của nó sẽ là một ngăn riêng biệt luôn. Đây các bạn có thể nhìn thấy ạ. Ngăn đông mềm của nó sẽ là một ngăn riêng biệt luôn như thế này nhá. Và cái dung tích của ngăn đông mềm này so với tủ lạnh Panasonic thì đây sẽ là dòng tủ có ngăn đông mềm lớn nhất, dung tích lên tới là 61 lít. Còn về thiết kế bên trong cũng như là các tính năng thì mẫu 590 này giống y hệt mẫu 530. Sẽ có công nghệ Nano X giúp giảm dư lượng thuốc trừ sâu này, cũng có lấy nước ngoài này, cũng có làm đá tự động này. Kèm theo với đó là gì ạ? Kèm theo với đó là có ngăn Bremer Pfizer. Đó. Tất cả các tính năng của mẫu 530 như thế nào thì mẫu 590 đều có như vậy. Và hiện tại mẫu 590 này tại siêu thị điện máy Ecomart bên em đang bán là 52.910.000. Các bác sẽ được tặng một phiếu mua hàng 1.500.000 nếu như không tham dự chương trình đổi cũ lấy mới. Và mẫu này dĩ nhiên là sẽ có chương trình đổi cũ lấy mới rồi. Và hiện tại mẫu này chương trình đổi cũ lấy mới các bác cũng sẽ được chiết khấu 5.000.000, sẽ còn về giá khoảng 47.900.000 nhé. Bác nào đang có nhu cầu mua tủ lạnh, đặc biệt là tủ lạnh Panasonic và đặc biệt là hai cái mẫu này các bác đã săn từ rất là lâu rồi thì các bác nên mua trong đợt này để giá được tốt, kèm theo đó là được nhiều các chương trình ưu đãi khuyến mại nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.